Hello, chào các bạn. <laughs> Sau một hồi trục chặt thì bây giờ mình cũng đã bắt đầu phát được livestream. <laughs> Hơi trễ một chút, xin mọi người thông cảm. À, đấy, có vẻ là biết về công nghệ nhưng mà vẫn bị công nghệ đè như thường. Bây giờ vẫn phải một cái thủ tục đầu tiên đó là kiểm tra lại coi đường truyền thế nào và hình ảnh rồi livestream có xuất hiện không. À, có thể là bạn bè đang thấy nhưng mà mình lại không thấy. <laughs> nên các bạn thông cảm cho mình nhà một vài giây mình kiểm tra lại nhé à đây rồi <laughs> bắt đầu bây giờ mình mới thấy lại chi của mình rồi xin lỗi mọi người để mọi người à, chờ lâu <laughs> và không để các bạn chờ nữa chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ đây à, đầu tiên thì mình giới thiệu một chút về bản thân thôi mình tên là hồ bắc 52 tuổi mình là kiến trúc sư mình đang sống ở thành phố hồ chí minh và hiện giờ là mình kinh doanh nền tảng 4.0 với quy trình busy global và à, nền tảng này chính là nền tảng online nhưng mà online để hướng đến tương lai và nhưng mà hướng tương lai sử dụng thực tế ảo nhưng mà thực tất cả đều là thật hết à, nghe hơi hơi lầm vòng đúng không ạ vâng vậy thì chúng ta sẽ đi vào luôn à, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cái link thì để các bạn có thể tham gia cùng với mình á hoặc các bạn có thể xem cái live stream này hoặc là các bạn có thể bấm vào một cái link mà mình gửi trong cái bài viết này, bài chia sẻ này để các bạn vô cái link đó, các bạn sẽ đến cái trang như mình đang mở ra hiện nay. Và với cái trang này thì đây là trang của mình, một cái expo của riêng mình. Và những người bạn của bạn á, mà hôm nay chia sẻ cho bạn, họ cũng có một cái expo của riêng họ y như mình luôn. Và cái expo này á, nó rất là tuyệt vời, nó như là một bộ phim khoa học giả tưởng vậy. Nó sẽ đưa cho bạn đến tất cả những cái điều kỳ thú nhất ở thế giới công nghệ hiện nay. Con người ta đến bây giờ đã tiến xa bao lâu trong cái việc mà đi tìm cái giải pháp để trẻ mãi không già? À, người ta đã tiến xa bao nhiêu trong công việc mà bảo vệ sức khỏe một cách chủ động? Và hơn thế nữa, bây giờ kinh doanh nền tảng là gì và bằng cách nào để chúng ta có thể sử dụng cái nền tảng để chúng ta kinh doanh mà có thể là bạn chưa còn biết có kiến thức gì về kinh doanh được nữa. Vâng, tất cả sẽ gói gọn trong chương trình ngày hôm nay vậy thì hãy ở đây cùng với Bắc đến cuối nhé để các bạn có thể thấy được chương trình này thì đây là cái trang giao diện bắt đầu đó các bạn thấy không ạ một cái expo của riêng mình và ở đó mình chào đón các bạn thì ở đây mình giới thiệu cho các bạn về những cái à, nội dung cơ bản và bạn bấm vào cái link này bấm vào cái ô cái nút này khám phá expo và khi bạn khám phá ấn vào đây thì lúc này á bạn sẽ à, được à, chào đón đó bằng cách là giới thiệu qua về cái sự kiện Expo này thì à, mình đang đi trước tương lai đấy. À, cái Expo này sẽ chính thức được diễn ra ngày 16 tháng à, 7 này. Tức là còn tới à, 5 ngày nữa, hôm nay 11 rồi. 5 ngày nữa nó mới diễn ra và ở đó các bạn sẽ sự dự các cái sự kiện live. À, hôm nay thì là mình đi trước nhưng mà ngày hôm đó bạn sẽ được sự kiện live và các cái chương trình sổ số trúng thưởng các kiểu rất là hay. Và khi đó bạn sẽ vô đây đây là cái thông tin giới thiệu sơ bộ và việc của bạn là chỉ việc bạn bấm vào cái nút đăng ký ở dưới này đó ở phía dưới này có một cái ô đăng ký rất là đơn giản thôi bạn họ gõ họ tên của mình vào đây bạn gõ số điện thoại vào đây và sau đó email nếu bạn muốn thì bạn cung cấp còn không cũng không sao à, nếu như bạn có mã số à, khách hàng mã số nhà phân phối bạn ghi vào đây và bấm nút đăng ký thì ở đây mình đã làm sẵn cái bước này cho bạn rồi và khi đó thì bạn sẽ được vào cái trang gọi là trang đầu tiên à, mình quay lại trang đầu tiên chút xíu đây đây là trang đầu tiên trang mà chào đón bạn à, trang chào đón bạn vào cái à, expo này các bạn thấy đẹp không ạ các bạn cứ tưởng tượng như là chúng ta đang ở trên con tàu Enterprise các bạn đã coi bộ phim chiến tranh cứ gác vì sao chưa ạ đấy con tàu Enterprise bay vào vũ trụ nó đẹp như vậy đấy nó rất là đẹp và ở uh, đầu tiên ở đây á các bạn thấy không ạ là cái tên của cái sự kiện là chào mừng đến uh, với triển lãm về sức khỏe và sắc đẹp xlock Ex Expo ORS 2021 và có một cái video để chào đón thì ở đây các bạn sẽ được vào đây bạn bấm vào thì bạn sẽ được xem một cái video chào đón uh, bạn có thể uh, xem qua một đoạn đó, mình có thể chiếu cho các bạn xem Chúc mừng bạn đã trở thành nhà liên kết thương hiệu với New Skin. Chúng tôi biết bạn rất yêu thích các sản phẩm của New Skin Và giờ là lúc bạn kiếm được tiền từ chính niềm đam mê của mình Kế hoạch trả thực Đấy, đó là một cái video chào đón bạn à, Và sau đó thì um, chúng ta sẽ thấy ở hàng tiếp theo Bạn thấy ở đây là những cái siêu phẩm Những cái sản phẩm phải nói là dựa trên cái công nghệ tuyệt vời nhất hiện nay Và là những cái sản phẩm được giải thưởng uh, số 1 thế giới về thiết bị làn đẹp ví dụ như đây là thiết bị à, lumispa thì một lúc nữa các bạn thấy nó sẽ trôi đi nó sẽ đưa những cái sản phẩm khác và tiếp theo ở phía dưới bạn thấy có ba cái nút thôi rất là đơn giản à, à, về nút à, OK? ừ, à skin về sản phẩm và về cơ hội kinh doanh các bạn thấy ở trên này nó chạy không ạ nó đưa ra những cái sản phẩm gọi là hot nhất hiện nay và bán chạy nhất à, 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 ở thời điểm này và à, có những cái sản phẩm bây giờ mình có thể mình theo cái hướng dẫn đó đi, mình vào thẳng đúng không ạ? À và trước khi các bạn vào trong á thì các bạn nhìn là cái um, cái uh, hình nó giống như cái cánh này ở đây đấy ạ. Cái này chính là một cái hình chụp một cái reception đấy, uh, reception ở cái uh, trung tâm nghiên cứu khoa học của Nuskin ở Mỹ uh, ở Provo Utah và ở đó là người ta đã uh, đào cái cái phiến đá khẩm thạch này ở Italy lên một phiến đá lớn xong người ta cắt thành hình cánh chim và để thành một cái um, uh, reception ở đây rất là đẹp luôn, mình đã đến đây và mình đã chạm vô cái uh, này rồi rất là tuyệt vời nhá rồi, uh, những cái sản phẩm ở đây thì ví dụ như là chúng ta có thể thấy những cái sản phẩm mà được chia sẻ ở đây thì uh, đây là những cái sản phẩm mà tiên tiến nhất đặc biệt nhất được giới thiệu ở cái phần đầu này, nhưng mà về khám phá bên trong thì chúng ta sẽ đi vào bên trong này thì uh, uh, để khám phá thì đầu tiên chúng ta xem coi tập đoàn Nu Skin là ai Họ là ai và tại sao tôi lại phải quan tâm đến nó Vâng, thì chúng ta bấm vào đây à, Thì đầu tiên hết các bạn sẽ thấy được một cái gọi là sứ mệnh Một cái nội dung mà chúng ta đập vào mắt đầu tiên đó là sứ mệnh các bạn ạ à. Các bạn đang làm cho công ty nào Các bạn đang làm cho doanh nghiệp nào Hoặc các bạn đang là chủ doanh nghiệp Bạn cũng cần có sứ mệnh đúng không ạ Vậy sứ mệnh của bạn là gì ở đây Nu Skin ghi cái sứ mệnh của mình là là đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua các cơ hội kinh doanh tuyệt vời, các sản phẩm cải tiến cùng với nền văn hóa phong phú và tiên tiến. Wow, mình đọc cái sứ mệnh này xong là mình muốn cộng tác luôn với cái đợt tập đoàn này luôn. Bởi vì sao? Mình muốn là người tốt trở thành đội ngũ làm điều tốt đẹp và lại làm gì? Giúp đỡ người khác. Để làm gì? Thông qua kinh doanh, thông qua sản phẩm và văn hóa. Đó là cái mà mình đánh là tâm đắc. Và cái tiếp theo đó là tầm nhìn, đúng không ạ? À, nếu bạn có thể làm việc với một số đối tác lớn hoặc là à, cái tầm nhìn của của chính cái doanh nghiệp của bạn hoặc là của công ty bạn đang làm thì có thể người ta nói là họ sẽ đứng đầu thế giới đúng không ạ? Họ sẽ thống lĩnh cái này, họ sẽ nói chung là số 1 ở điểm này, số 1 ở điểm kia về việc mà thống lĩnh thị trường Nhưng mà khi mình đọc cái tầm nhìn của tập đoàn này á, mình cực kỳ tâm đắc Bởi vì họ ghi là trở thành công ty mang đến nền tảng cơ hội kinh doanh Các bạn nghe kỹ nhé, nền tảng cơ hội kinh doanh Chứ không phải là bán hàng mà là nền tảng cơ hội kinh doanh Tất nhiên hàng hóa thì vẫn phải lưu chuyển nhưng mà ở đây cái cung cấp mà đáng kể nhất đó là nền tảng cơ hội kinh doanh. Hàng đầu thế giới thông qua việc trả thưởng cho các nhà phân phối lãnh đạo. Wow, các bạn thấy không ạ? Tâm nhìn là gì? Trả tiền cho đối tác, trả tiền cho chúng tôi, trả tiền cho những người cộng tác. Trả tiền cho những người sử dụng nền tảng này để kinh doanh. Mình thấy quá là tuyệt vời hầu hết các công ty mà mình được biết và mình đã từng làm việc thì họ đều tập trung vào việc chính bản thân họ phát triển hoặc là họ đứng vị thế nào nhưng ở đây là tầm nhìn của họ là gì trả tiền cho chúng ta thật tuyệt vời đúng không ạ và à, tập đoàn Nuskin là một cái tập đoàn mà có mặt ở gần 50 thị trường trên toàn thế giới và chúng ta đang ở thị trường Việt Nam đây và đã hơn 35 năm phát triển bền vững Nuskin được tạp chí Forbes bình chọn là một trong top 100 công ty đáng tin cậy nhất vào năm 2010. Và cái tài chính của Nuskin nó thì cực kỳ minh bạch. Nó được niêm yết trên sàn chứng khoán New York từ năm 1996. Wow, 96 nha. Như vậy là cũng phải rất là nhiều năm và, và là liên tục phát triển. Và các bạn nào mà Am hiểu về tài chính cũng như ngân hàng về kinh doanh thì các bạn đều biết rõ rằng để được niêm yết trên cái sàn lớn nhất thế giới này và lại bền vững suốt mấy chục năm qua như vậy thì chắc chắn rằng đây phải là một tập đoàn tầm cỡ và đủ độ minh bạch đúng không ạ và đặc biệt là Nuskin là một cái công ty mà mình thấy một trong những cái người cái đối tác mà mình thấy họ đầu tư và nghiên cứu các bạn ạ và nghiên cứu họ đã chi hẳn 100 triệu đô la để tạo ra một trung tâm sáng tạo ở đó chuyên nghiên cứu ở trong đó có rất nhiều các nhà khoa học hơn 75 nhà khoa học làm việc toàn thời gian ở trong đó là có nhiệm vụ là nghiên cứu ra những cái sản phẩm tuyệt vời vâng đại nuskin rất là đẳng cấp và hiện giờ nuskin là một trong những tập đoàn tiên phong và dẫn đầu trong ngành công nghệ chống lão hóa à, hay nôm na mà giống như tiến sĩ balek nói là chống sợ già <laughs> đã gọi là trẻ thì đâu còn sợ già nữa đúng không ạ và sau đó thì các bạn có thể khám phá một cái số video à, ở trong này để xem rõ hơn về nu skin và những cái thành tựu mà NuSkin đạt được và đặc biệt là NuSkin là các công ty mà nghiên cứu khoa học bởi vì nó có một cái viện gọi là viện Ligen Technology đã được mua lại, tập đoàn này mua lại Ở trong đó hơn 75 nhà khoa học làm việc toàn thời gian Wow! Hồi xưa mình nghiên cứu sinh ở áo ở đại học kỹ thuật viên á thì ở đó chỉ có khoảng cỡ mười mấy giáo sư thôi. Mà một số giáo sư á là chỉ khoảng cỡ mười giáo sư gọi là toàn thời gian, còn lại hầu hết là những cái tháo sư mà thỉnh giảng từ bên khác về. Một cái trường đại học nha các bạn. Trường đại học. Đấy, trong khi ở đây á là những cái nhà khoa học 75 nhà khoa học này đều là những trình độ loại là tiến sĩ và những giáo sư và những người nhà khoa học nghiên cứu sâu À, về cái lĩnh vực chuyên môn của họ Về đa ngành nghề luôn Và có hơn 150 nhà khoa học nữa đang cộng tác Cho nên á mình, mình muốn nói cái điều này ở chỗ rằng là Nếu như mà một công ty mà họ có nền tảng khoa học Về công nghệ Thì họ luôn luôn đưa ra sản phẩm mới Và có nghĩa là Luôn luôn đưa ra cơ hội mới Tuyệt vời không ạ Đấy Và chúng ta hãy xem một cái video à, Khá là hay Ở đây cũng trải nghiệm với mình các bạn thấy không ạ? À? nghe như là à, nhạc trong phim gọi là phim rất là hoành tráng, phim phạm viễn tưởng và ở đó nổi lên chữ a lock. Đó lý là công nghệ khóa tuổi từ gen. Chống lão hóa nhưng mà chống lão hóa từ gen thì phải nói là đỉnh cao, đỉnh của đỉnh rồi. Chúng ta nghe nói đến tế bào gốc đúng không ạ? Chúng ta nghe nói đến là gen là ghê lắm đúng không ạ? Nhưng ở đây là đến tận gen của chúng ta để xử lý vấn đề lão hóa. Và hơn thế nữa là Nusky có một cái văn hóa cực kỳ đẳng cấp và văn hóa nhân văn đó là cho đi các bạn ạ và ở đây có một cái mà nuskin đã tạo ra mấy chục năm nay đó là một tổ chức tên là for good và ở đó thì tổ chức này là có thực hiện những cái chương trình là cung cấp những cái bữa ăn dinh dưỡng cho những trẻ em ở châu phi những trẻ em bị suy dinh dưỡng các bạn có thể khám qua video này và đặc biệt là họ Tạo ra một cái quỹ gọi là quỹ mổ tim cho trẻ em Đông Nam Á à, Quỹ mổ tim cho trẻ em Đông Nam Á Và hiện nay á mình rất là vui mừng Rằng là mình là một trong số 19.500 nhà phân phối Tình nguyện đóng góp 1% hoa hồng Và hiện nay từ năm 1999 đến nay à, Cái quỹ này đã mổ được hơn cho 13.500 trẻ em Được mổ tim Những trẻ em bị dị tật, tim tim bẩm sinh đó các bạn Và riêng ở Việt Nam là đã được 567 em rồi. Mà các bạn biết không, các em này không phải mổ một lần đâu ạ. Các em sẽ mổ rất nhiều lần cho đến năm 18 tuổi để có thể giải quyết dứt điểm được cái cái bệnh tim của các em. Các chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Và mình có thể tự hào nói rằng khi cộng tác với tập đoàn này, mình hàng ngày có thể làm từ thiện. Và những cái video này cũng sẽ nói lên cái điều đó. Vâng và đặc biệt là Nuskin còn cung cấp một cơ hội à, kinh doanh với cơ chế trả thưởng phải nói là Velocity nghe cái tên là mình thấy thích rồi tốc độ là gia tốc và nó trả thưởng thông minh linh hoạt nhanh chóng và toàn diện nghĩa là bạn làm việc chăm chỉ bạn sẽ được hưởng công xứng đáng bạn giúp đỡ được nhiều người khác bạn còn được nhiều tiền hơn vân vân về chi tiết thì các bạn sẽ được xem ở trong các video đó và đặc biệt là ở đây các bạn cũng thấy rõ một cái lộ trình thành công của Nuskin dành cho tất cả những ai cộng tác với họ bắt đầu từ cái việc mà chúng ta tăng trưởng khách hàng à, chúng ta à, tạo ra những cái khách hàng trung thành hệ thống khách hàng trung thành và họ được à, tham gia vào những chương trình họ, họ hoàn tiền tích điểm lên đến 10% rồi chúng ta trở thành những đại diện thương hiệu toàn cầu của Nuskin giống như là mình đây và sau đó chúng ta đạt được những cái chuyến tưởng thưởng À, à, đi du lịch ở trong nước với cái chương trình gọi là gostacam và những chuyến đi gọi là à, những cái buổi party dành cho những cái người có thành quả kinh doanh thành công và sau đó chúng ta được đi tham à, đi tham dự các chuyến gọi là leadership và những nơi khu à, resort đẳng cấp 5 sao và đặc biệt là sau đó nếu bạn tiếp tục hành trình thành công của mình bạn sẽ được đi chuyến tưởng thưởng và năm sau đó là đi moscow và gọi là Chúng tôi gọi là chuyến đi của Success Summit Và chưa hết các bạn ạ Bạn tăng trưởng hơn nữa Bạn có thể đạt được những cái cảnh quả về Thưởng về tài chính, về tiền luôn Là những cái chương trình gọi là châm Star à, Hoặc là những cái um, kết quả à, Ví dụ lên đến 5.000 đô, 10.000 đô Hoặc là thậm chí 40.000 đô Như trước đây à, Cho những cái thành quả này à, Và đặc biệt là có một chuyến đi Vô cùng đẳng cấp dành cho những người à, Gọi là xuất sắc, những thành viên xuất sắc Gọi là Team Elite À, chuyến đi đó là đi đến à, Canada vào năm sau. Đó. Như vậy thì hơn tiếp và ở cái điểm à, cao nhất các bạn thấy cái mũi tên cao nhất này đây thì đó là bạn sẽ trở thành thành viên excellence tức là thành viên xuất sắc ở đây thì là những bạn có được cái sự kết quả um, kinh doanh à, và có được cái thu nhập rất là tốt trở thành những cái thành viên mà có thu nhập à, hàng triệu đô la trở lên ở trong cái à, trong ở cái điểm đến này và đấy có phải là điều chúng ta đều mong muốn đúng không ạ mà cái hành trình này suốt cả hành trình này từ từ có từ việc mà chúng ta thực hiện theo công thức thành công đó là ước mơ rồi tin tưởng thiết lập mục tiêu hành động và lãnh đạo dẫn dắt người khác và tất cả các này điều này được thực hiện bằng một cái hành trình nỗ lực và cam kết của chính bạn với chính bản thân bạn mà thôi vâng à, và chắc chắn thì đây không phải một cái gọi là cơ hội làm giàu nhanh mà một cái tiến trình để chúng ta phát triển bản thân và ở đây các bạn có thể xem được những cái video để nói sâu hơn như vậy sơ qua về Nuskin thì các bạn đã thấy Nuskin đúng là một tập đoàn đẳng cấp và có đầy cơ hội để chúng ta cộng tác đúng không ạ đấy và bây giờ chúng ta thử sang cái phần khám phá tiếp theo đó là sản phẩm Nuskin thì có gì nào sản phẩm Nuskin có gì chúng ta vào khu vực sản phẩm wow các bạn thấy không ạ à? giống như cái hình nền của mình lúc nãy đúng không ạ ở đây các bạn thấy giống không giống như là cái máy chuyển ở các vì sao đấy đứng vào đây là bắn một chiêu cái là đi về tương lai đưa mình đến bất cứ nơi nào trên thế giới đó hay không thì ở đây là những cái sản phẩm này cũng vậy đây là những sản phẩm có thể nói lắm như là khoa học viễn tưởng vậy tại sao mình dám nói điều đó các bạn hãy cùng xem ở đây các bạn sẽ thấy nhá rồi đầu tiên chúng ta hãy vào cái phần chăm sóc da cá nhân thì ở đây các bạn sẽ thấy là những cái sản phẩm cơ bản gọi là chăm sóc cá nhân bao gồm là kem làm trắng tức thì à, à, ví dụ như sản phẩm này bấm vào đây các bạn thấy đầy đủ thông tin này hiệu ứng trắng sáng tức thì và trắng sáng dài lâu tuyệt vời không ạ người Việt Nam mình là cực kỳ thích trắng à, các cô gái là cực kỳ thích trắng luôn cho nên á là đây là một cái mà sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu rất là thiết thực của chị em và nó lại là một cái thành phần rất là an toàn, đó. nó khác với cả nhiều người làm trắng nhưng mà sử dụng các loại kem mà trộn này trôi nổi thị trường ấy thì không an toàn, thì ở đây lại rất là an toàn với thành phần à, rất là à, à, hữu ích hiệu quả, đó thì các bạn có thể vô đây những ai đã dùng họ dùng có kết quả ra sao, vâng và bạn sẽ thấy ở đây, đó rồi bạn nếu bạn thích bạn có thể bấm vào đây để mua hoặc là bạn nhận thêm tư vấn ha đó là cái sản phẩm này rồi chúng ta có thể thấy là sản phẩm on Đây là cái lăn khử mùi cũng vậy cũng đầy đủ thông tin đặc biệt là dùng cho trẻ em ở cái chỗ mà bị mũi đốt đấy cũng rất là tốt nhá sản phẩm này thì có thể rất nhiều bạn đã xài rồi đó bởi vì mình tin chắc vì nó bây giờ nó quá nổi tiếng rồi Vâng và khi mà nói về cái sản phẩm khi mà các bạn uh, uh, mua những sản phẩm này ở đây á bạn bấm vào cái chỗ mua này chẳng hạn đi thì bạn sẽ được mua với giá gốc à, bằng cách là nó sẽ đưa bạn vô cái trang à, là mysai à, và bạn sẽ đăng ký à, vô đó bạn mua một cái giá gọi là giá gốc luôn và giá từ chính hãng công ty cho nên là bạn yên tâm là khi bạn vô trong cái trang này bạn sẽ được cái điều đó ha rồi à, ngoài cái sản phẩm đó ra thì chúng ta có kem đánh răng làm trắng sáng tức thì này dung dịch vệ sinh phụ nữ và chu phay và cũng như là mặt nạ sông băng bùn sông băng thái bình dương À, rất là tuyệt vời. Chúng ta quay ra thì chúng ta xem sản phẩm các thiết bị làm đẹp tại nhà. Uhm. Thiết bị làm đẹp tại nhà thì gồm có một những cái thiết bị gọi là được xếp hạng là số 1 thế giới. Số 1 thế giới các bạn ạ. Và cụ thể là là gì? Ví dụ đây là thiết bị rửa mặt LumiSpa. Và và nó được đánh giá là thiết bị làm đẹp tại nhà số 1 thế giới suốt 3 năm liền từ 2017 đến 2020 và mình tin chắc vào năm nay nó cũng sẽ đoạt cái giải đó đó và đây là một cái thiết bị mà một thiết bị hai tác động và bảy lợi ích nó giúp cho chúng ta à, có thể xử lý sạch cái da của mình mà đồng thời giúp cho cái việc mà kích ứng cho phát triển collagen tăng cái độ đàn hồi sạch sâu à, rất là nhiều cái tính năng ở đây và kèm theo nó là cái chai sữa rửa mặt dành riêng và nó sử dụng công nghệ khóa tuổi từ gen đó về chi tiết thì các bạn có thể tham khảo ở à, đây có hình hoa hậu lâm bảo Trân ở đây này đây hoa hậu lâm bảo Trân của chúng ta cũng là người uh, đã trải nghiệm cái sản phẩm này và được đưa lên đây wow tuyệt vời sau đó là gì Chúng ta quay trở ra và chúng ta sẽ đến cái phần à, thiết bị làm đẹp tại nhà này thì chúng ta thấy cái máy đây là cái thiết bị gọi là bàn ủi nếp nhăn, gọi nôm na là vậy, spa. Bây giờ chúng ta không đi đâu được đúng không ạ? Chúng ta ở nhà thì chúng ta có thể tự spa cho mình bằng cái thiết bị này. Thông tin cũng rất là đầy đủ ở đây. Rất là nhiều các thiết bị như vậy. Và mình nhắc lại là các bạn có thể à, bấm vào cái link ở à, trong cái này hoặc là bạn có thể quét những cái mã QR code và bấm vào mua ngay chẳng hạn thì sẽ đưa vậy bạn vào cái trang à, bạn có thể đặt hàng đây là trang nó sẽ đưa bạn về cái trang à, à, trang chia sẻ sản phẩm của mình và ở đó bạn sẽ được hướng dẫn cái cách làm sao mua được sản phẩm giá chính hãng nhé không phải mua từ mình đâu mà mua thẳng từ công ty rồi chúng ta tiếp tục quay ra đây thì chúng ta sẽ à, gặp thiết bị phải là X Lock Boot. X Lock này là một trong những cái thiết bị mới ra mắt gần đây và cũng đã đoạt luôn được cái giải thưởng là 3 năm liền là thiết bị à, làm đẹp tại nhà tốt nhất. À, nó lại là một cái thiết bị gọi là đẩy tinh chất các bạn ạ. Bình thường chúng ta bôi bằng tay đúng không ạ? thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cái thiết bị này đẩy tinh chất vào và ôi rồi nó vô cùng hiệu quả luôn. Nó hơn bằng tay rất là nhiều và đây là cái công nghệ. À, đây này bạn thấy không? Nếu chỉ có 40 đến 90% dưỡng thích dưỡng chất không được hấp thụ hiệu quả à, nếu chỉ bằng tay chúng ta rất là lãng phí đúng không ạ nhưng mà sử dụng cái thiết bị này chúng ta sẽ tăng nó hiệu quả nó lên rất là cao và đặc biệt là cái lọ gel đi kèm nữa lại có một cái chức năng giúp làm cho da của chúng ta căng bóng mọng mịn hơn rất là nhiều đấy và có đầy đủ các hướng dẫn giờ các video đấy bạn vô đây bạn có thể xem các video hướng dẫn rồi các cái à, trải nghiệm của những người đã sử dụng. Bạn có thể mua ngay hoặc bạn sẽ nhận tư vấn. À. Và đó là thiết bị làm đẹp tại nhà. Vậy thì ngoài ra còn gì nữa ạ? Có những cái sản phẩm mới ra. Wow, đây cái sản phẩm CodiMax này. Đây là sản phẩm mới ra nhưng thực tế rằng cái sản phẩm CodiMax này là chưa được bán chính thức. Mình rất là may mắn là một trong những người là đại diện thương hiệu nên được trải nghiệm trước và mình đã mua được. À, hai à, xét cho gia đình mình và giúp cho hai người bạn của mình mua được hai xếp khác và cô đi mắc là gì? À, nếu như mà ai đã biết đến đông trùng hạ thảo về cái gọi là bổ phổi này tăng sức đề kháng và bổ thận thì đây chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo tự nhiên. Ồ, có thể các bạn đã nghe đến đông trùng hạ thảo nhưng mà bạn cũng không rành lắm đúng không ạ? Mình cũng vậy thôi nhưng khi mình tìm hiểu ấy, thì mình mới thấy rằng là đông trùng hạ thảo ở ngoài thị trường bán nó rất là nhiều loại tốt cũng có mà xấu cũng có mà già cũng có luôn và thực tế là giá nó cực kỳ đắt mười mấy triệu hoặc là mấy chục triệu uh, cho khoảng cỡ một ít uh, đông trùng hạ thảo thôi và cái đông trùng hạ thảo đó bạn phải đem về bạn chứng cất chiết xuất thì bạn mới ra được cái tinh chất hoặc là bạn phải loại đi những cái chất bẩn chất dơ ở trong đó thì ở đây đã có cái sản phẩm này được làm sẵn cho chúng ta đó là s 4 và nó là đông trùng hạ thảo chính gốc mà được nghiên cứu kế ghép và uh, là cái nấm hoang dại mà ở cái vùng tây tạng đó và đã phát triển nghiên cứu sâu và sử dụng cái phân uh, lập được cái đông trùng hạ thảo này và đem uh, từ về cái phòng thí nghiệm và chế sản xuất tại ở trung quốc ở trung quốc cũng có một cái trung tâm nghiên cứu sáng tạo của nuskin luôn và họ nghiên cứu ra và nó đem lại cái tác dụng là hỗ trợ bổ phổi bổ thận và tăng sức đề kháng rất là tốt nó giảm được cái mệt mỏi và chống oxy hóa đấy các bạn thấy không ạ và mình cũng đã có uh, cái uh, uh, lọ này chung nữa mình lấy mình khoe với các bạn xem nhá mình đã mua được mừng lắm các bạn ạ vâng và nếu như bạn nào muốn đặt hàng thì phải các bạn phải đặt ngay từ bây giờ bởi vì sắp tới là đến ngày expo này là sản phẩm này sẽ được tung ra bán và mình báo với các bạn là nó sẽ hết nhanh lắm. Như lần đầu á là hết trong vòng 12 phút và lần sau cũng vậy, chỉ có mười mấy phút là hết rồi. Cho nên để mua được sản phẩm này thì chúng ta cần à, phải à, ấy, thì đây là cái lọ đông à, lọ mắc của mình đây này, các bạn thấy không ạ? Mình đã mua được. Và nó mình rất là thích bởi vì dùng nó là rất là dễ cùng với bữa ăn. Rồi về sản phẩm, chúng ta lại sang tham quan được cái khu vực những sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe thì ở đây có rất là nhiều các sản phẩm. Thì nhưng mà ba sản phẩm tiêu biểu ở đây á, bao gồm là Xlock tr 90 là một cái sản phẩm để chuyên về chuyển đổi vóc dáng trong vòng 90 ngày. Mà mình là đã người trải nghiệm và thực tế là mình đã giảm được cân nặng, mình đã tăng cơ lên, mình giảm mỡ rất là nhiều. Và mình đã giúp được rất nhiều người khác à, biết đến cái sản phẩm này cũng như là cái chương trình à, Trong vòng 90 ngày và có được cái bóc dáng thon gọn hơn Về chi tiết thì à, mình sẽ chia sẻ cho bạn nào quan tâm nhé Và bên cạnh đó thì à, có cái sản phẩm gọi là à, R2 và White Pen. Đây là những cái sản phẩm mà nó đã phát triển và nghiên cứu rất là lâu Và đem lại kết quả vượt bực và đến nay vẫn còn gọi là cái cái à, sức hút rất là lớn bởi vì sao nó hạn chế được quá trình lão hóa nó giảm hoàn toàn cái cái à, cái 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 chữ các cái biểu hiện lão hóa đi thông qua việc tác động vào biểu hiện gen đó ví dụ như và đặc biệt là với r 2 này á là chúng ta sẽ được cung cấp năng lượng cũng như là thải độc rất là tốt vâng và cái đây là cái sản phẩm mà có trong cái từ điển gọi là tân dược thế giới để cho các bác sĩ và dược sĩ kê đo, kê toa kê cho mọi người cho những bệnh nhân. Đó. Rồi, thì khi mà chúng ta đi khám phá những cái sản phẩm này á thì chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết những sản phẩm này, thực phẩm chức năng này á đều rất là an toàn, dễ sử dụng và có tính hiệu quả cao và lâu dài nhưng mà chắc chắn rằng nó chúng ta cần phải có cái sự sử dụng một cách thường xuyên và mua những sản phẩm gọi là chính hãng chứ còn chúng ta chúng ta mua hàng trôi nổi thì không đảm bảo đâu nhé mà mua hàng chính hãng thì rất là đơn giản thôi bạn chỉ cần quét cái mã qr ở trên cái livestream này hoặc là bảo cái link trên cái uh, mình gửi đính kèm các bạn có thể mua được sản phẩm chính hãng từ cái sự giới thiệu của mình vâng và một cái thiết bị nữa mà gia đình mình đã dùng 3 năm nay đó là máy lọc nước escofia đây là cái máy lọc nước mình rất là yêu bởi nó khác hoàn toàn với cả các máy lọc nước khác ở trên thị trường với một lõi lọc mà ba trong một nó lọc được cả những siêu lọc à, cái vi sinh vật và nó loại bỏ những tạp nhiễm những cái chất hóa học có hại trong nước mà đồng thời nó lại giữ lại khoáng chất hoàn toàn không có nước thải đây là cái sản phẩm mình rất là hài lòng và cũng giới thiệu cho rất nhiều người bạn và Chúng ta còn biết đến những cái sản phẩm khác nữa ở trong này thì bao gồm nước G3 à, Mình cũng đang dùng này, tirin là trà xanh đấy, resimac là nấm linh chi, marinomega omega là à, cái nhuyễn thể, cái tinh dầu nhuyễn thể là, là omega đấy Và bioginco là bạch quả đó, rồi lipac là multivitamin Và tất cả những sản phẩm này đều giúp cho các bạn tăng cường sức đề kháng của cơ thể lên và giữ lại được cái tuổi thanh xuân Đó, tuyệt vời không ạ ở Phần thứ 5 cuối cùng là chúng ta có những cái chương trình talk show à, Những cái talk show này á, rất là hay Và cái talk show live này, này nó sẽ diễn ra vào cái um, uh, uh, Live sẽ diễn ra vào cái ngày 16 Và ở đây những cái sắc talk show đã diễn ra thì chúng ta có thể xem lại ở trên này rất là nhiều thắc sâu với những cái người nổi tiếng như là là trương ngọc ánh rồi nghệ sĩ nhiếp ảnh minh vương rồi nhà bình bình luận viên quang huy những người mà đã trải nghiệm sản phẩm của nuskin và đã đây ví dụ như là hoa hậu ngọc hân đây rồi hoa hậu ngọc hân chia sẻ về trải nghiệm về lumispa rồi chúng ta có thể tham gia vào cái tìm hiểu về cơ hội kinh doanh thì chúng ta có những cái Hội thảo kinh doanh sẽ diễn ra live vào ngày 16 và những cái diễn giả ở đây họ sẽ cho chúng ta thấy với Nuskin thì chúng ta cộng tác và chúng ta có thể uh, kinh doanh uh, với Nuskin như thế nào và chúng ta sẽ được biết những cái vị trí ở đây được vinh danh là ai và họ đã có những kết quả gì và chi tiết ở đây họ đã trở thành thành viên họ đã có những kết quả gì và câu chuyện của họ ra làm sao và mình tin rằng là hôm nay thì À, mình đã cho các bạn đi dạo qua một cái vòng gọi là expo vào giữa buổi trưa và cũng rất là uh, uh, sorry về những cái trục trặc uh, về lỗi kỹ thuật trong quá trình live stream cũng như là về quá trình mà uh, chia sẻ thì uh, chúc các bạn có một cái uh, khám phá và uh, rất là tuyệt vời về những cái sản phẩm những cái giải pháp về công nghệ giúp cho các bạn có thể trẻ hơn khỏe hơn của gia đình mình và có một cuộc sống hạnh phúc nhé hẹn gặp lại các bạn uh, trong chương trình uh, livestream tiếp theo uh, và đây là mình có gửi ở đây một số cái uh, uh, mã qr để cho các bạn nào mà muốn vào uh, muốn kết nối với mình thì uh, các bạn quét cái mã qr ở bên tay trái uh, và bạn nào muốn uh, uh, tham quan cái expo đó thì quét cái mã bên tay phải hoặc là ở dưới mình cũng gõ cái link đó các bạn có thể gõ vào uh, để mà có thể uh, tham gia cũng như là bạn có thể à, muốn đặt hàng luôn tìm hiểu các sản phẩm và muốn đặt hàng thì bạn có thể quét cái mã này để vào hẳn một cái trang giới thiệu sản phẩm và chia sẻ sản phẩm của mình ok chương trình của mình à, buổi trưa hôm nay cũng khá là lâu rồi và cũng trải qua rất nhiều thách thức cũng đã kết thúc rồi chúc các bạn có ngày chủ nhật thật là tuyệt vời tạm biệt các bạn